Kính thưa quý vị, bây giờ Hồng Sâm đang được tiếp chuyện với chị Thúy, một trong những manager của showroom ở Houston. Xin chào chị Thúy. Dạ, cũng xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Rất là cảm ơn là mọi người đã ủng hộ cho công ty Lexor bấy nhiêu năm nay. Cảm ơn chị rất nhiều. Như quý vị thấy là một cái giọng nói rất là nhẹ nhàng, dễ thương. Cho nên khi quý vị đến tới showroom của công ty Lexor thì quý vị sẽ thấy rằng là được chị Thúy giúp cho quý vị chọn những chiếc ghế được như ý. Và hôm nay Hồng Sâm đến đây để coi thử là chị có những cái promotion gì, đã sale đặc biệt gì của công ty Lexor tại Houston để chị có thể gửi đến quý vị khán giả ngày hôm nay. Hiện nay chúng tôi có rất là nhiều chương trình sale rất là đặc biệt, mà đặc biệt nhất là cái ghế Luminous. Quý vị mua cái đầu tiên, cái thứ hai quý vị chỉ trả nửa giá thôi. Cái Jet 500 là cái sản phẩm mới rất là tốt của công ty Lexor, dùng với liner thì cái phong trào vệ sinh hiện giờ cũng rất là quan trọng trong ngành da của chúng ta. Có nghĩa là cái liner để bọc cái ghế đó phải không chị? Dạ đúng rồi, cái liner mình dùng cho khách hàng thì một lần dùng xong là mình dục nó đi, thì khách hàng sẽ yên tâm về vấn đề vệ sinh trong tiệm da. Cái liner hiện giờ ví dụ như công ty Lexor có cái bồn này thì và công ty khác có cái bồn khác, thì cái liner của chị có thể xài cho chỉ có bồn Lexor thôi hay sao? Quý vị yên tâm là cái liner với lại cái Jet 500 của chúng tôi hiện giờ là universal, tức là có thể dùng cho tất cả các bồn, cho những cái ghế khác. Có nghĩa là bây giờ mình bất cứ cái ghế nào, thay Jet 500 đó vô xài được. Đúng hoặc rồi. Là cả cái liner có thể nó vừa nó fit bất cứ cái bồn nào đúng không chị? Đúng rồi, tất cả các bồn đều có thể dùng được với lại Jet 500 và liner của công ty Lexor. Rồi ngoài nếu vậy thì nói tới cái Jet 500, chị có cái đặt cái promotion gì, cái sale gì cho cái Jet 500 đó không? Nếu quý vị nào người ta đang mua ghế hay đang có ghế của Lexor mà đã cần cái Jet 500 không thôi, chị có cái promotion gì? Với đa số các ghế của Lexor hiện giờ thì quý vị có thể được upgrade Jet 500 free, cho nên là quý vị hoàn toàn yên tâm là mình không phải trả thêm tiền cho cái Jet 500, rất là tốt. Ví dụ quý vị mua một cái ghế, cái thứ hai được 50% off và được được thêm upgrade thêm cái Jet 500 là đúng không chị? Đúng rồi, với cái Luminous thì được buy one get one 50% off, đồng thời là upgrade free cho Jet 500. Rồi có được free liner không chị? Dạ nếu mà mua nhiều thì chúng tôi có thể tặng thêm liner free. Wow, đó là một promotion mà Hồng Sâm thấy rất là tốt. Cho nên quý vị nếu mà có thắc mắc gì thì quý vị có thể vào Hồng Kông 4. Chị có thể cho quý vị khán giả cái địa chỉ của cái vùng này, hoặc là chỉ đường, hoặc là cho cái số phone của cái location này. Showroom của Houston chúng tôi nó nằm trong Hồng Kông 4. Cái địa chỉ là 11209 Bel Air Boulevard, Suite C18. Số phone là 281-879-7550, hoặc có thể gọi số sale cho Thúy là 832-276-8393. Quý vị có nghe nói không, có số cell phone của Thúy nữa, cho nên ai muốn bất cứ giờ nào 24/24 phòng cho Thúy có thể gọi cho Thúy để chị Thúy có thể giúp cho quý vị có một chiếc ghế vừa ý. Và đặc biệt là như Hồng Sâm biết là cái hệ thống sản xuất của công ty Lexor là một trong những công ty sản xuất phòng A to Z đúng không chị? Dạ đúng rồi. Cho nên khi mà nói tới cái sản xuất thì quý vị không phải lo lắng khi mua một chiếc ghế từ công ty mà đã sản xuất phòng A to Z. Dĩ nhiên tất cả cái sự sản xuất đó thì mình khi mình cần cái phạt, khi mình cần bất cứ một cái gì mà nó hư hay là nó hao mòn trong vòng vài năm tới thì quý vị sẽ được có những cái phạt mua rất là dễ dàng và tới showroom sẽ có. Ngoài ra cái guarantee của ghế đó là sao chị? Đối với toàn bộ những cái ghế của Lexor thì được warranty 1 năm. Riêng với cái Elite là cái ghế mới nhất của chúng tôi thì được warranty tới 2 năm. Wow, vậy là cái ghế bình thường là 1 năm. Rồi trong những cái ghế của mình thì Hồng Sâm thấy là người ta khách hàng hay hỏi về là có acetone proof hay không, bị trầy hay này kia, chị có thể giải thích sơ về cái chất lượng của cái ghế, cái da của chị không? Quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng da của công ty Lexor mà không có cái hãng nào có thể bị được, là chúng tôi bảo đảm là không bị ăn acetone hay là bất cứ những cái hóa chất nào trong cái ngành nail của mình. Wow, vậy là acetone proof, đó là một trong những cái là mình khỏi phải lo rồi đúng không chị? Ok, vậy là rất là good. Nếu vậy quý vị có thắc mắc một lần nữa, quý vị có thể gọi vào số phone trên màn ảnh để tham khảo thêm về ghế của công ty Lexor tại showroom ở trong Hồng Kông 4, hoặc là quý vị có thể vào trong Hồng Kông 4 để tham quan với những mẫu mã mới và gặp chị Thúy. Một lần nữa cảm ơn chị Thúy rất nhiều và mong là quý vị đến công ty Lexor showroom mới ở trong Hồng Kông 4 để ủng hộ với những mặt hàng mới, chất lượng mới, và với cái sự sản xuất chất lượng của công ty Lexor, quý vị yên tâm để có một chiếc ghế được bảo hành 1 năm hoặc 2 năm với những cái promotion đang có. Mua một cái thứ hai được 50% off và được upgrade cái Jet 500 miễn phí. Một lần nữa cảm ơn chị Thúy rất nhiều. Một lần nữa đại diện với công ty Lexor, chúng tôi rất là cảm ơn quý vị. Và trước khi quý vị quyết định mua ghế BDQ Spa để remodel cho tiệm hay là build tiệm mới của mình thì xin ghé qua showroom của chúng tôi trong khu Hồng Kông 4 để chúng tôi có dịp phục vụ cho quý vị.